Quý vị và các bạn thân mến, cá linh là một trong những sản vật đặc trưng của mùa nước nổi miền Tây. Và thời điểm này cũng chính là cơ hội để du khách gần xa tìm đến vùng châu thổ Cửu Long để có thể trải nghiệm không khí mùa nước nổi và thưởng thức đa dạng món ngon từ cá linh. Cũng như nhiều nơi ở miền Tây, cá linh được các nhà vườn ở Cồn Sơn, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ chế biến thành nhiều món ngon để phục vụ du khách khi đến với nơi này. Trong đó, cá linh non chiên giòn là một trong những món ngon không thể bỏ qua. Tuy không kỳ công trong cách chế biến, nhưng để tạo ra được hương vị độc đáo của món ăn này, đòi hỏi người đầu bếp phải có sự lựa chọn kỹ càng về độ tươi và đồng đều của cá. Cùng với đó là sự chuẩn xác về nhiệt độ trong lúc chiên để đảm bảo những con cá linh có độ giòn, thơm và béo. Một món ăn khác không thể bỏ qua là cá linh kho lạc và đặc biệt là lẩu cá linh với đa dạng các món rau đồng và nhất là bông điên điển, một sản vật khác của mùa nước nổi. Trước đây thì chỉ ăn lẩu cá linh thôi và bữa nay về thơ có món là cá linh chiên giòn và cá linh kho như lúc nãy mình ăn thử thức thì tôi thấy rất là ngon tuyệt. Hy vọng rằng là du khách đến với thành phố Cần Thơ nói chung và Cồn Sơn nói riêng nè sẽ được thưởng thức nhiều món ăn của mùa nước nổi, đặc biệt là cá linh. Cá linh này thì nó gắn liền với tuổi thơ của em vô mùa nước nổi. Thì thường thì mùa nước nổi mới có đặc sản là cá linh này thôi. Khi mà bây giờ thì em được thưởng thức lại thì cái hương vị thì nó vẫn giống như ngày xưa. Con cá linh thì nó vẫn rất là béo và thơm. Trong tương lai gần đây thì em sẽ rủ thêm nhiều người bạn của mình nữa. Sau đó thì mình sẽ tới với Cồn Sơn này để thưởng thức đặc sản là cá linh. Các món ngon đặc trưng về cá linh đó thì cũng phục vụ các du khách. Thì các du khách đến ăn thì cũng có trải nghiệm qua và thưởng thức qua thì họ rất là hài lòng và cũng như là họ thấy đặc biệt cái con cá mà của dòng sông tự nhiên á, của dòng sông á thì họ ăn và họ cảm nhận là nó rất ngon và họ cũng muốn là giống như là du khách thì người ta cũng thích trải nghiệm và thích thưởng thức những món ngon độc lạ của miền sông nước, miền Tây Nam Bộ của mình. Thì chúng tôi sẽ sắp tới thì chúng tôi sẽ tìm thêm một số món ngon nữa để phục vụ du khách tốt hơn. Mùa nước nổi là một nét đẹp đặc trưng của miền Tây Nam Bộ và cá linh được ví như lộc trời ban. Vì vậy, nếu chưa có dịp thưởng thức loại cá đặc sản này, mọi người hãy đến với miền Tây nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng để tận hưởng trọn vẹn nét văn hóa ẩm thực độc đáo riêng có của mùa nước nổi.